Thưa quý vị, hiện nay quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra như cơm bữa, nhất là tại các khu dân cư, trong khi hàng tuần vẫn thường xuyên đi gỡ xóa quảng cáo rao vặt. Nhưng ngay sau ngày hôm sau thì vẫn tiếp tục xuất hiện những tờ giấy dán đó, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại một số khu dân cư nằm trên địa bàn phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, hộp điện, trụ điện và ngay cả biển báo, tất cả đều chằng chịt quảng cáo rao vặt. Theo ông Lê Văn Thanh, tổ trưởng tổ 41 cho biết, tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép này kéo dài làm mất mỹ quan đô thị thành phố. Mặc dù thường xuyên gỡ xóa nhưng không có hiệu quả, vì ban đêm thì sẽ có người đến dán nhanh lại vào các vị trí đó, chủ yếu là sinh viên làm thêm. Riêng bản thân tôi và kể cả những người dân ở đây là họ chỉ muốn rằng là các cái cơ quan chức năng nhà nước mình phải có một cái biện pháp thế nào cho nó cứng rắn hơn. Là cụ thể nhất là người ta muốn rằng là phải đi ngay đến cái ông chủ mà cơ sở mà sản xuất ra cái lụa này á, là phải có cái biện pháp chế tài như thế nào cho mang cái tính răn đe để người ta không còn sản xuất ra nữa. Thì không còn sản xuất ra nữa thì không ai dán nữa. Thì khi đó thành phố là nó mới khang trang ra, nó mới đẹp ra. Đó là cái ý kiến chung chung của mọi người dân trong tổ là như vậy. Nhiều người dân sống trên địa bàn thành phố cũng rất bức xúc với tình trạng trên. Thì nói chung là mình ở đâu đâu mình cũng thấy mấy cái mà nó dán như thế này là cái mỹ quan của cái thành phố nó coi như nó không còn. Thành ra trường hợp này là yêu cầu cấp trên làm sao là mà giải quyết được cái hết dứt điểm được cái này thì càng tốt, chứ còn cái gỡ cũng như không thôi. Gỡ đó thì có lợi đó thôi. Theo nghị định 28 năm 2017 của Chính phủ, phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm hàng hóa, dịch vụ quảng cáo. Tuy nhiên, mức phạt này vẫn chưa được áp dụng sâu rộng trên địa bàn thành phố. Vẫn có nhiều người nhận nhơ dán quảng cáo như thường. Quảng cáo đơn thuần là một lĩnh vực kết nối quan trọng và hiệu quả trong xã hội nói chung và các hoạt động kinh doanh nói riêng. Tuy nhiên, với tình trạng quảng cáo rao vặt sai luật đang diễn ra trên địa bàn thành phố, thì rất cần có những chế tài xử lý nghiêm khắc có tính răn đe hơn.